Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Tin Tức Online. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với những tin tức về bóng chuyền được phát thường ngày trên kênh Tin Tức Online của chúng tôi hôm nay. Mở đầu là thông tin khiến nhiều người hâm mộ vui mừng khi tiết lộ mới nhất về tình hình của Trần Thị Thanh Thúy khiến cổ động viên Việt Nam ấm lòng. Sau những lo lắng về chấn thương, Thanh Thúy hiện đang trong quá trình hồi phục rất tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, cô đang tích cực điều trị và thực hiện các bài tập vật lý trị liệu để sớm trở lại sân đấu. Đại diện đội nữ VTV Bình Điền Long An, đơn vị quản lý Thanh Thúy, đã chia sẻ rằng chấn thương của cô không quá nghiêm trọng và cô sẽ sẵn sàng để chuẩn bị chuyên môn cho giải đấu FIVB Challenge Cup 2024 sắp tới. Đây chắc chắn là một tin vui đối với tất cả người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Tiếp theo là một bất ngờ lớn khi báo Thái Lan lên tiếng về quyết định rút lui của đội bóng chuyền Việt Nam khỏi giải châu lục. Quyết định này đã gây ra nhiều tranh luận và suy đoán về nguyên nhân thực sự. Tuy nhiên, các nguồn tin chính thức cho biết đây là một quyết định chiến lược nhằm bảo vệ sức khỏe và phong độ của các cầu thủ, đồng thời tập trung toàn lực cho các giải đấu quốc tế quan trọng hơn trong năm nay. Động thái này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông khu vực và được các báo Thái Lan đưa tin một cách khá chi tiết, bày tỏ sự tiếc nuối nhưng cũng tôn trọng quyết định của Việt Nam. Và cuối cùng, cực kỳ thú vị khi Tiểu Thanh Thúy của bóng chuyền nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Trà My, đang có sự nghiệp đi lên và tình duyên phơi phới. Mới đây, cô gái sinh năm 2004 này không chỉ tỏa sáng trên sân đấu mà còn khiến cộng đồng mạng rần rần khi tiết lộ về mối tình chớm nở với bạn trai Mai Thanh Viễn, một tay đập đẹp như nam thần của đội bóng chuyền Nam Sa Nét Khánh Hòa. Trà My, với khả năng bật đà ấn tượng và những cú đập mạnh mẽ, đã được gọi lên đội tuyển quốc gia và góp phần giúp đội bóng chuyền nữ Việt Nam giành chức vô địch AVC Challenge Cup 2024. Mối tình của cô với Thanh Viễn, một chủ công tài năng và điển trai, đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và chúc phúc từ người hâm mộ. Và ngay sau đây là những tin chi tiết. Tiết lộ mới nhất về tình hình của Trần Thị Thanh Thúy khiến cổ động viên Việt Nam ấm lòng. Mới đây, fanpage Trần Thị Thanh Thúy Fan Club đã đăng tải bức ảnh Thanh Thúy chụp cùng người thân và viết: "Sau nhiều năm du đấu nước ngoài, đây chắc chắn là khoảng thời gian được ở bên gia đình dài nhất của Thúy." Song song với việc trị liệu phục hồi sẽ là những ngày nghỉ ngơi quý giá cùng những người thân yêu. Đây là một khoảng thời gian hiếm hoi mà ngôi sao bóng chuyền nữ có thể dành trọn cho gia đình, đồng thời điều trị chấn thương tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập trung tập huấn tại Tam Đảo để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng. Trước đó, Thanh Thúy đã không thể ra sân tại AVC Challenge Cup 2024 vì chấn thương. Dù thiếu vắng cô, đội tuyển vẫn thi đấu xuất sắc và giành chức vô địch. Thanh Thúy dự kiến cần 3 tuần để điều trị chấn thương sau khi trở về từ Philippines. Sau đó, cô sẽ hội quân cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để tham dự FIVB Challenger Cup vào tháng 7 tới. Kể từ năm 2015, Thanh Thúy đã rời xuất ngoại thi đấu cho các câu lạc bộ như Bangkok Glass 2015-2016, Attack Liner VC 2017-2019, Denso Eribet 2019-2020 và PFU Bluecat 2021-2024. Sau khi chia tay câu lạc bộ PFU Bluecat, Thanh Thúy sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu cho câu lạc bộ Kujibo vào đầu tháng 8 năm nay với hợp đồng 10 tháng. Điều này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của cô, khi Thanh Thúy trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên thi đấu ở nền bóng chuyền hàng đầu châu Âu. Mức lương của Thanh Thúy tại Thổ Nhĩ Kỳ ước tính không dưới 250.000 đô la Mỹ, khoảng 6 tỷ đồng, trung bình khoảng 600 triệu một tháng, một con số ấn tượng phản ánh tài năng và giá trị của cô trong làng bóng chuyền quốc tế. Sự nghiệp của Trần Thị Thanh Thúy không chỉ là niềm tự hào của riêng cô mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho các vận động viên trẻ Việt Nam, khẳng định vị thế ngày càng cao của bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tiếp theo bất ngờ khi báo Thái Lan lên tiếng về quyết định rút lui của bóng chuyền Việt Nam khỏi giải châu lục. Truyền thông Thái Lan chú ý tới việc bóng chuyền Việt Nam không tham dự giải đấu lớn tổ chức vào tháng 11 năm nay. Tờ Thai Rác mới đây đăng tải bài viết về việc bóng chuyền Việt Nam không tham dự Đại hội Thể thao Trong Nhà và Võ thuật Châu Á 2024, AIMAJ. Giải đấu này diễn ra từ ngày 21 tháng 11 tới ngày 30 tháng 11 ở Thái Lan. Bóng chuyền Việt Nam có lý do để không cử đội tuyển bóng chuyền nữ và nam U20 tham dự Đại hội Thể thao Trong Nhà và Võ thuật Châu Á, tờ Thai Rác giật tít. Tờ báo này sau đó trích dẫn thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng về nguyên nhân khiến bóng chuyền Việt Nam vắng mặt ở giải đấu nói trên. Đó là do AIMAJ 2024 diễn ra trùng với khoảng thời gian diễn ra giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia năm nay. Việc bóng chuyền Việt Nam không dự AIMAJ 2024 khiến nhiều cổ động viên tiếc nuối. Trong khi đó, quyết định này cũng khiến truyền thông của Thái Lan bất ngờ.
các tay đập trẻ của Việt Nam sẽ bỏ lỡ cơ hội quý báu để tích lũy kinh nghiệm tại giải đấu châu lục khi môn bóng chuyền ở AIMAJ 2024 yêu cầu độ tuổi tham dự là U20, chỉ có 2 suất không giới hạn độ tuổi. Đây là lần đầu tiên bóng chuyền được đưa vào thi đấu tại AIMAJ, một sự kiện quan trọng và đầy tiềm năng để các vận động viên trẻ thể hiện và học hỏi. Mặc dù không thể góp mặt ở AIMAJ, các tay đập trẻ của Việt Nam vẫn có cơ hội lớn khác trong năm nay. Giải U20 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 7 tại Trung Quốc. Tại giải đấu này, Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Thái Lan và Iran, hai đối thủ mạnh mẽ và đầy thách thức. Theo thể thức của U20 châu Á, 12 đội bóng sẽ tranh tài để tìm ra hai đội đứng đầu đại diện cho châu Á tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ U21 FIVB 2025. Đây là cơ hội không chỉ để khẳng định tài năng mà còn để đặt nền móng cho sự nghiệp thi đấu quốc tế của các vận động viên trẻ. Lịch sử của bóng chuyền nữ U20 châu Á đã ghi nhận thành tích tốt nhất của Việt Nam là hạng 4 vào năm 2016. Việt Nam cũng từng có vinh dự là chủ nhà của giải đấu này vào các năm 2002, 2010 và 2018, tạo cơ hội cho các vận động viên trong nước cọ sát với các đối thủ mạnh từ khắp nơi trên châu lục. Dù bỏ lỡ cơ hội tại AIMAJ, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao độ, các tay đập trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ tại giải U20 châu Á sắp tới. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để họ tiến xa hơn, không chỉ ở đấu trường châu lục mà còn ở các giải đấu quốc tế trong tương lai. Hy vọng rằng, với sự dẫn dắt của huấn luyện viên cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ nước nhà. Các tay đập trẻ đang đứng trước một giai đoạn đầy thử thách nhưng cũng tràn đầy cơ hội, và người hâm mộ sẽ luôn đứng sau ủng hộ và cổ vũ cho những bước tiến của họ. Và cuối cùng cực hấp dẫn khi Tiểu Thanh Thúy, bóng chuyền nữ Việt Nam sự nghiệp đi lên, tình duyên phơi phới, bạn trai 10X đẹp như nam thần. Mới đây đối chuyền Nguyễn Thị Trà My bất ngờ hé lộ cô đang trong mối quan hệ với bạn trai tên là Mai Thanh Viễn, cũng là vận động viên bóng chuyền. Nguyễn Thị Trà My, sinh ngày 7 tháng 7 năm 2004, cao 1m81, với khả năng bật đà lên tới 2m99 và bật chắn 2m95, đang là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Chơi ở vị trí đối chuyền, Trà My được coi là tương lai của bóng chuyền nữ nước nhà. Năm 2024 mới chỉ đi qua nửa chặng đường nhưng Trà My đã liên tiếp gặt hái nhiều niềm vui và thành công. Cô gái trẻ của VTV Bình Điền Long An đã thi đấu xuất sắc ở giai đoạn 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên chạm mốc 100 điểm trong một mùa giải. Với thành tích này, Trà My đứng thứ 2 trong danh sách ghi điểm, chỉ sau Như Quỳnh với 106 điểm. Phong độ ấn tượng của Trà My đã không qua mắt được huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Cô đã được triệu tập vào đội tuyển quốc gia và góp phần không nhỏ vào chiến thắng vang dội của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải AVC Challenge Cup 2024. Đây là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Trà My, khẳng định tài năng và tiềm năng phát triển của cô trong làng bóng chuyền quốc gia. Hiện tại, Trà My đang cùng các đồng đội và đàn chị trong đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rèn thể lực ở Tam Đảo. Đây là giai đoạn quan trọng để các tuyển thủ nâng cao sức bền và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi quay về Hà Nội để tập trung vào các bài tập chuyên môn. Mục tiêu tiếp theo của đội tuyển là giải FIVB Challenger Cup 2024, diễn ra vào đầu tháng 7 tại Philippines. Trà My không chỉ nổi bật với khả năng tấn công mạnh mẽ và những cú đập tay chiêu có tính đột biến cao, mà còn được nhiều người ví von là Tiểu Thanh Thúy của bóng chuyền nữ Việt Nam. Biệt danh này không chỉ là sự tôn vinh tài năng mà còn là lời kỳ vọng rằng cô sẽ tiếp bước đàn chị Trần Thị Thanh Thúy, trở thành một trong những trụ cột vững chắc của đội tuyển trong những năm tới. Với sự nỗ lực không ngừng và tinh thần quyết tâm cao độ, Nguyễn Thị Trà My đang chứng tỏ mình là một vận động viên đầy triển vọng, sẵn sàng cống hiến và mang lại những thành tích ấn tượng cho bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Chặng đường phía trước còn rất dài và đầy thử thách, nhưng với tài năng và sự kiên trì, Trà My chắc chắn sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp thể thao của mình. Nguyễn Thị Trà My không chỉ đang trải qua những ngày tháng tuyệt vời trong sự nghiệp đầy hứa hẹn, mà mới đây cô còn hé lộ về mối tình chớm nở với bạn trai Mai Thanh Viễn, khiến người hâm mộ và bạn bè không khỏi ngưỡng mộ và chúc phúc. Mai Thanh Viễn, sinh ngày 1 tháng 1 năm 2004, bằng tuổi với Trà My, hiện là chủ công của đội bóng chuyền Nam Sanet Khánh Hòa. Anh chàng 20 tuổi này không chỉ gây ấn tượng với kỹ năng thi đấu xuất sắc mà còn với vẻ ngoài phong độ như nam thần. Thanh Viễn sở hữu chiều cao 1m85, với khả năng bật đà lên tới 3m15 và bật chắn 3m07, điều này giúp anh trở thành một trong những cầu thủ nổi bật của đội bóng. Mối tình của Trà My và Thanh Viễn không chỉ khiến người hâm mộ bóng chuyền thêm phần hứng khởi mà còn là minh chứng cho sự gắn kết và tình yêu nảy nở giữa những người cùng đam mê và cống hiến cho thể thao.
cặp đôi trẻ tuổi này nhận được rất nhiều sự ủng hộ và lời chúc phúc từ bạn bè, đồng đội và người hâm mộ trên khắp cả nước. Nhân dịp sinh nhật tuổi 20 sắp tới của Trà My, hãy cùng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cô gái tài năng này. Mong rằng Trà My sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Chúc cho cô luôn giữ vững phong độ, tiếp tục tỏa sáng trên sân bóng và gặt hái thêm nhiều thành tích rực rỡ, đồng thời có một tình yêu đẹp và bền vững bên cạnh bạn trai Mai Thanh Viễn. Sự kết hợp giữa một tài năng trẻ đang lên trong làng bóng chuyền nữ và một chủ công triển vọng của bóng chuyền nam hứa hẹn sẽ mang đến những câu chuyện thú vị và truyền cảm hứng cho thế hệ vận động viên trẻ. Chặng đường phía trước của Trà My và Thanh Viễn còn rất dài, nhưng với tình yêu và sự ủng hộ từ những người xung quanh, chắc chắn họ sẽ vượt qua mọi thử thách và cùng nhau đạt được những thành công mới, không chỉ trong thể thao mà còn trong cuộc sống.